Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Thức ha. Thì cái nội dung video ngày hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng cái thẻ nghiên cứu ở trong cái YouTube Analytics. Thì làm thế nào để có thể vào được cái thẻ này? Thì các bạn có thể vào kênh YouTube của bạn ha, sau đó các bạn bấm vào biểu tượng kênh nè. Bạn sẽ vào cái phần là YouTube Studio. Thì sau khi mà các bạn vào trong cái phần YouTube Studio á, thì các bạn sẽ nhìn ở phía bên tay trái, nó sẽ có cái phần là số liệu phân tích. Và khi mà chúng ta bấm vào đây á, thì các bạn sẽ thấy có một cái thẻ nghiên cứu ở đây. Tuy nhiên ở đây á, các bạn lưu ý là YouTube họ đang phát triển cái công cụ này, cho nên sẽ có một số kênh á, nó có một số kênh á, thì không thấy cái này, các bạn lưu ý ha. Thì ở đây mình dùng cái kênh Vinh Đăng Quang thì nó có nè, nhưng trên cái kênh kiến thức của mình á, thì nó lại không có. Thì khi mà các bạn vào được cái thẻ này rồi á, thì ở đây nó sẽ có ba cái phần mà các bạn quan tâm. Thì ở đây các bạn đọc cái tiêu đề á, nó nói là khám phá những cái nội dung mà người xem tìm kiếm trên YouTube. Hãy dùng cái công cụ nghiên cứu này á, để nghiên cứu một số cái nội dung tìm kiếm hàng đầu của người xem trên kênh của bạn hoặc là trên YouTube trong vòng 28 ngày qua. Ở đây chúng ta có thể mở cái link trong cái phần là tìm hiểu thêm á, để các bạn xem ra những cái bài viết hướng dẫn này. Ở đây thì mình sẽ làm nhanh để các bạn có thể nắm được. Ở đây sẽ có ba cái thẻ ha. Thứ nhất là cái thẻ nội dung tìm kiếm trên YouTube. Ở đây chúng ta sẽ nhập một số cái từ khóa để nó sẽ gợi ý những cái từ khóa cho chúng ta, để chúng ta biết là những cái nào mà khán giả người ta quan tâm, và chúng ta sẽ phát triển những cái nội dung, những cái video để phục vụ cho khán giả của mình ha. Ở đây ví dụ chúng ta sẽ nhập một cái từ khóa là how to chẳng hạn. Chúng ta sẽ bấm vào đây. Thì các bạn sẽ thấy có rất nhiều cái gợi ý liên quan đến cái chữ how to. Ví dụ như how to draw nè. Rồi how to make, how to delete Instagram account, vân vân. Có rất nhiều cái từ khóa nó liên quan đến cái từ mà các bạn nhập vào. Thì chúng ta sẽ dựa vào những cái ý tưởng này để chúng ta làm ra những cái video phục vụ cho khán giả của mình. Ở đây giả sử như chúng ta muốn lưu những cái từ khóa này lại, thì các bạn có thể bấm vào cái nút ba chấm chỗ này nè, chúng ta chọn lưu. Hoặc là các bạn có thể bấm vào cái biểu tượng lưu ở chỗ này cũng được ha. Rồi thì khi mà chúng ta lưu rồi á, các bạn sẽ qua cái thẻ thứ ba này nè, là đã lưu đó, nó sẽ lưu ở đây. Ngoài ra thì chúng ta có một cái thẻ khác là nội dung tìm kiếm của người xem. Thì đây là những cái từ khóa nó sẽ liên quan đến cái kênh của bạn. Tức là khán giả xem cái kênh của mình á, họ sẽ tìm kiếm những cái từ khóa nào. Và từ đó thì chúng ta sẽ nghiên cứu những cái nội dung để chúng ta phát triển ra những cái video. Thì ở đây nó chỉ mới phát triển ở một số quốc gia thôi. Ví dụ Australia, Canada, Ấn Độ, Trung Quốc, Anh, Hoa Kỳ. Thì ở đây mình chọn tất cả thì nó sẽ lấy những quốc gia này. Và cái ngôn ngữ là tiếng Anh. Thì các bạn lưu ý là hiện tại đó, cái công cụ nghiên cứu này nè, là YouTube họ đang phát triển thôi, cho nên nó rất là hạn chế. Thì hiện nay cái kênh của mình á, cái kênh Vinh Đăng Quang này nè, mình làm rất là ít video. Và mình làm là tiếng Việt ha, cho nên các bạn thấy ở đây nó không có thể hiện những cái nội dung, những cái từ khóa mà người ta tìm. Còn nếu mà các bạn nào đang làm cái kênh mà liên quan đến những cái quốc gia này và sử dụng cái ngôn ngữ là tiếng Anh á, thì ở đây nó sẽ liệt kê rất nhiều. Và nếu mà chúng ta liệt kê ra ở đây đó, thì các bạn cũng có thể bấm vào những cái nút lưu ha, để chúng ta sẽ chuyển về đây. Để chúng ta nghiên cứu những cái từ khóa này và chúng ta phát triển nội dung phục vụ khán giả của chúng ta. Còn nếu mà vì một lý do nào đó mà các bạn muốn bỏ những cái từ khóa này đó, thì các bạn có thể kích vào cái nút ba chấm ở đây. Bạn bấm vào cái nút là hủy lưu. Các bạn thấy chưa? Hoặc là chúng ta có thể chuyển sang cái Google xu hướng ha, để chúng ta có thể nghiên cứu những từ khóa. Thì cái này trên kênh của mình trước đây mình cũng đã có nói nhiều về cái này rồi. Các bạn có thể tìm xem lại nha. Rồi. Thì các bạn thấy mình vừa giới thiệu xong cái thẻ nghiên cứu trong cái YouTube Analytics, hay còn gọi là số liệu phân tích trên cái kênh YouTube. Thì cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, cũng như là like video,
chia sẻ video cho nhiều người biết hơn, để giúp cho cái video lan tỏa ha. Mình sẽ cố gắng làm nhiều cái video khác để các bạn có thể có nhiều thông tin hơn, để có thể phát triển được cái kênh YouTube của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.